Lỡ có bầu với chàng luôn 1m2 nữa sau này học y nượt bụng lên giảng đường hồi hộp đi đẻ. Chuyện tình cổ tuất của anh chàng tí hon cao 1m2, Nguyễn Chi Phát 31 tuổi, hòn đất, Kiên Giang và cô nàng sinh viên y khoa Tăng Thị Bé Ngọc 26 tuổi, cao 1m6 khiến nhiều người ngưỡng mộ. Vượt qua mọi rào cản sự phản đối, cuối cùng họ đã đến được với nhau, làm nên tổ ấm nhỏ hạnh phúc với hai bé trai, 3 tuổi và 8 tháng tuổi. 2 năm kết hôn và trải qua 2 lần sinh nở, đến giờ bé Ngọc hoàn toàn tin tưởng vào sự lựa chọn của mình. Duy Phát là con trai thứ tư trong một gia đình có 5 anh em ở huyện Hòn Đất, Kiên Giang. Trong khi các anh em đều phát triển bình thường, Phát có thân hình nhỏ bé, chiều cao khi trưởng thành, chỉ như một bé trai 6-7 tuổi. Nhà nghèo, Phát học không giỏi giang, không có lợi thế về ngoại hình, nhưng anh luôn vui vẻ, hòa đồng, nên được mọi người xung quanh quý mến. Cách đây 5 năm, Phát lên Cần Thơ làm việc và tình cờ quen bé Ngọc không lâu sau đó. Khi ấy, bé Ngọc đang là sinh viên đa khoa năm nhất, đại học y dược Cần Thơ, còn Duy Phát là chàng sinh viên tiếp thị có thân hình tí hon. Sợ ba mẹ phản đối, bé Ngọc từng giấu gia đình về tình yêu của cả hai, thậm chí khoảng thời gian cô có thai và sinh con, mọi người cũng không hề hay biết. Chia sẻ về chuyện tình yêu của mình, Duy Phát cho biết cả hai kết bạn qua mạng. Lúc đầu, cặp đôi chỉ trò chuyện làm quen nên Duy Phát không hề giấu giếm thân hình tí hon của mình. Trước khi gặp Ngọc, Phát cũng nghĩ rằng mình tìm hiểu một người bạn gái mới thôi, chứ chưa nghĩ rằng mình sẽ đến được với nhau như ngày hôm nay, duyên may được Ngọc đồng ý. Cả hai bắt đầu bằng sự chân thành, chia sẻ và cảm thông, rồi gom góp những cảm xúc ấy lại, nuôi lớn thành tình yêu dành cho nhau. Nhiều người hay hỏi mình bí kíp để cua vợ, nhưng mình nghĩ cái này là do duyên số và đặc biệt là nhờ sự chân thành khiến cho đối phương cảm nhận được sự hạnh phúc mà mình sẽ mang lại cho cô ấy, Duy Phát chia sẻ. Với bé Ngọc, lúc đầu cô cũng nghĩ rất nhiều về việc đến với một anh chàng có ngoại hình đặc biệt như Duy Phát. Tuy nhiên bỏ qua mọi sự chênh lệch về ngoại hình, Duy Phát khiến cô tin rằng tình yêu chính là việc ở bên người đó khiến cô cảm thấy hạnh phúc, chứ không cần phải là một người đàn ông cao ráo đẹp trai. Sau hơn nửa tháng trò chuyện, cả hai quyết định nghiêm túc tìm hiểu và mở lòng yêu nhau. Hiện nay, Duy Phát là vận động viên trong đội tuyển thể thao khuyết tật Cần Thơ. Anh tham gia thi đấu điền kinh, đẩy tạ, ném đĩa, phóng lao và từng đạt nhiều thành tích cao. Kinh tế gia đình đều do một mình Duy Phát đứng ra gánh vác, chăm sóc cho bé Ngọc và hai con trai. Còn bé Ngọc vẫn đang là cô sinh viên ngành y đa khoa năm thứ 5 và sẽ sớm tốt nghiệp đại học trong năm tới. Để Duy Phát có thể đi làm lo kinh tế, Ngọc có thể hoàn thành nốt việc học, cả hai đã gửi con trai lớn 3 tuổi cho ông bà nội, còn con trai thứ hai 8 tháng tuổi cho ông bà ngoại chăm giúp. Sáng bé Ngọc đi làm, còn Duy Phát phải đi làm, cả hai chỉ gặp nhau vào buổi tối. Tuy nhiên có những ngày Ngọc đi trực ở bệnh viện, cả hai phải qua ngày mới gặp được nhau, những lúc rảnh bé Ngọc lại phụ Duy Phát làm thêm công việc ở nhà. Mặc dù vất vả nhưng Duy Phát và bé Ngọc cảm thấy hạnh phúc mỗi ngày được trở về nhà gặp nhau và được nhìn thấy các con, niềm vui, nguồn động lực lớn nhất của cả hai.